Anh em xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Jomon. Như các bạn thấy, mình đang ở bãi biển Haeundae của Busan và hôm nay á có một cái lễ hội gọi là lễ hội ánh sáng ở bãi biển Busan, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái này á kiểu như là những các bạn á mà đi vào những cái hồi mà Giáng sinh á, Noel sắp tới rồi. Đặc biệt là nếu bạn nào mà không có người yêu thì yêu ở đây các bạn sẽ thấy hơi buồn chút xíu, nhưng mà không sao. Ngoài cái hơi buồn chút xíu vì không có người yêu ra thì các bạn thấy ở đây á khá là đẹp luôn, các bạn thấy không? Đó, và bây giờ á thì tụi mình sẽ đi tham quan hết một vòng rồi. À, nói chung đi nhiều khách cho các bạn cùng xem luôn nhé. Các bạn thấy không, ở trên đây nó rất là dài hoàn lòn luôn á bạn ơi, và cực kỳ đẹp luôn các bạn, siêu động luôn. Chắc là đi cái này cũng khoảng 15-20 phút quá đi luôn em gái ơi. Và như các bạn thấy đằng trước mặt tụi mình đây là rất nhiều bóng, bóng đủ màu ấy các bạn ơi. Nè, bóng bén nè, bóng lộn, bóng xanh, bóng vàng, bóng gì đủ màu ấy. Ở trên đây rất là đẹp các bạn, nhưng mà không chỉ những là cái đèn đẹp đâu, mà các bạn có thể thấy là bên cạnh nó các bạn thấy bãi biển luôn. Cho nên là các bạn vừa có thể là ngắm biển nè, mà vừa có thể được ngắm đèn rất là đẹp, các bạn thấy không? Và đặc biệt đó là các bạn không chỉ thấy là đèn không đâu mà thấy biển không đâu. Mà hôm nay tụi mình đi vào trời mưa nên các bạn, cho nên là mưa sắp mắt. Trời nó vẫn mưa, các bạn thấy tóc mình ướt nhẹp rồi nè các bạn. Nhưng mà mình vẫn cố gắng và vlog cho các bạn xem đó. Nên là nhớ bấm like cái vlog này nhé. Ok, đi tiếp thôi. Và bây giờ các bạn thấy nãy giờ mình không cầm máy cho nên mình không biết cái mặt mình xanh lè như vậy đây các bạn ơi. Và hôm nay là mình sẽ đi với một em gái sắp mặt như sắc chết vậy. Em gái Việt Nam sắp đi về nước rồi. Và em đã thất bại sắp mặt đi về nước. Em có đôi lời chia sẻ tâm sự cho các bạn nếu mà sắp đi qua Hàn Quốc không em? Thưa cả các bạn, mình là Phương. Tao hỏi tên mày, mình có là... vấn đề chính đi, tao vừa hỏi câu gì trả lời câu nấy. Không, mình với mình thì Hàn Quốc đẹp mà. Mình có hối hận đâu, nhưng mà chẳng qua là có vài điều nó không mong muốn xảy ra nên là ai làm buộc gì mình phải về nước thôi. Chứ còn thực tế là mình cũng không muốn là về nước đâu. Nhưng mà không phải là về, là cứ nghĩ, mọi người cứ nghĩ là về nước là thất bại. Hay là các bạn về nước thì các bạn cũng có thể làm được nhiều việc khác mà. Tới lúc này mà giả vờ mình khóc đi, tao lồng nhạc qua cho. Khóc đi. Nhưng mà tại vì là... Nó nói tiếp quá nhưng mà thôi mình tắt tiếng nó nha, để mình lồng tiếng cho các bạn nè, rồi khóc đi em. Rất là vui và nhờ anh ấy mà mình biết là cuộc sống Hàn Quốc nó màu hồng như thế. Mày làm như tao màu hồng lắm vậy á, mày đừng nói tao nghe là buông lời cay đắng tao vậy nha. Như các bạn thấy là mấy anh cảnh sát giao thông này hôm nay có rất là nhiều, mặc dù hôm nay chẳng phải là cái lễ hội gì hết á, chỉ là mấy cái đèn để chiếu cho mọi người xem thôi. Nhưng mà cảnh sát đây người ta dàn ra ngoài đường rất là nhiều để bảo vệ an ninh trật tự cho các bạn đấy. Mặc dù là mưa gió nhưng mà anh vẫn đứng này, thấy không? Nhớ nếu các bạn qua Hàn Quốc các bạn sẽ được ngắm những anh cảnh sát rất là đẹp trai ha, không có bị cụ thể đâu. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống dưới cái quảng trường để quay cho bạn xem một chút thứ nữa. Và hôm nay sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt, là hy vọng anh ấy sẽ tới. Mình hy vọng anh ấy sẽ tới. Trời mưa gió mà. Anh ơi, em chờ anh. Mà nãy giờ em nghe hết một cái playlist của 2NE1 rồi đó anh. Người em ước nghiệp mà anh. Anh có thương em mình tới chứ. Đợi lâu, sorry. Sao đâu, có mấy tiếng à anh ơi. Tại vì 1, 2, 3. Anh Nhân xin chào các bạn đã quay lại với trên vlog của Trang không anh? Anh Nhân xin chào các bạn và hôm nay á mình với anh hùng ba đẹp trai nhất. Anh hùng ba đẹp trai. Và mình đang cùng với anh A Xính Đệ Hàng á. Hôm nay thì anh xin làm vậy xong rồi nhìn em lùn lắm.
thế nào chúng mình sẽ tới được cái chợ đêm của Heunte. Và hôm nay mình sẽ mời anh Thành ăn những cái món ăn đêm. Nói chung là mong đợi quá à. Chắc không biết Ân mời ăn gì nữa. Nó hay nhất thôi anh, chứ không có phải là ngon nhất đâu. Em có chắc chắn ngon rồi đó. Có cái gì hay nhất nữa. Nên là bây giờ anh Thành muốn ăn gì nói em. Nói không chứ con đi kia. Thấy không, nó đâu có ấy mụn anh đâu, anh yên tâm đi. Mắt ống kính mờ nhiều. Ừ, rồi không giờ không thấy mụn thiệt hả? Yên tâm đi. Và hôm nay là bây giờ cái đầu em bứt nhẹp là anh biết vậy sao rồi đó. Được, anh đừng để, em đừng để cái ống kính. À, ừ nó bị dính nước rồi kệ nó. À, thì ra là đi về khách sạn bắt người ta chờ là ngồi make up rồi làm tóc mai. Make up cái không? Gì vừa xe vừa tới khách sạn cái chạy như một con thú ra đây. Anh tại sợ Ân đợi, tại vì sợ nó bị YouTuber 200.000 subscriber đợi. Xong cái lên bóc phốt nói về mối quan hệ của mình và anh A xính. Anh yên tâm đi, cái lúc mà anh đứng ở đây là em bóc phốt anh clip khúc khúc nãy rồi. Lúc anh coi vlog này ủa vậy hả? Là anh sẽ có một cái vlog bóc phốt nha. Trời ơi. Anh nhìn em nè. Mà chắc là... chắn sau này cho dù anh có làm vlog với Ân, anh cũng không có chuyện xóa vlog. Xóa cái là chết. Đấy. Cười cầm thả thảo. Mà vô duyên quá, con này tức đập đầu. Anh nhìn bao ngon quá nè. Ăn không? Anh ăn không? Bao không? Ăn mua chứ đi rồi. Ừ. Ừ. Em ăn một con, ăn kem một. Ủa? Thế? Ủa? Ok. Ok. Anh Tiến, anh Thành. Đây, bây giờ dạy gia bộ không biết nói tiếng Hàn này nha. Sorry. How much? 30,000. 30,000. 30,500. Okay, okay. Trả giá đi. 35,000. Một cây mực là 2,500. Đó, 3,500. Okay, okay. Trả giá xuống 3,000 đi là. Em nghĩ làm YouTube luôn á. Thì ăn đi cho nó tròn tiền đi. Thì kêu lên cái cho mấy cái này. Để ăn gì để bố. What is this? What is this? This is 1,000. And the smoker 25,000. Và bây giờ các bạn thấy là mình với anh Thành đã order hai cái, một cái là này là cái mặt anh nó chói quá trời, nó có thấy được cái mặt anh đâu. Cái này nước này là gà no spicy. No spicy nha các bạn. Rồi cái này là gì anh? Gì quên mẹ rồi. Mực. Mực kìa. Yeah. Và bây giờ anh ăn đi chứ em không ăn được. Hân hạnh quá được Ân tài trợ. Không. Đồ Ân giới thiệu nhà mà không ngon. Tại vì em muốn giới thiệu anh nhiều món hơn nữa đó. Nhưng mà tại vì đợi có 3 tiếng đồng hồ nên là tối khuya rồi. Chắc người ta đóng cửa hết trơn rồi đó. Nên là muốn cho ăn nhiều cũng khó. Không có muốn bận rộn đâu mà tự nhiên bị bận rộn. Chết mẹ. Cảm ơn lắm. Anh là chàng trai mà nói chung là trong cái bộ sưu tập những chàng trai em đã từng gặp, anh là người duyên dáng nhất luôn các bạn ơi. Đó là anh. Kệ đi, không sao đâu. Để làm bậy. Lau đi. Em phải tao liếm. Liếm quen rồi đúng không? Liếm quen rồi. Trời ơi, vậy mỗi thằng trai đi em phải có một phút làm lãng mạn chưa? Wow. Em phải cả lãng mạn. Đứt cái hàm răng giả của em luôn á anh ơi. Muốn đụng cái hàm răng. Em để nó bờ nó không thấy anh. Thấy mà ta. Trời ơi, con trai lắm luôn á. Vậy hả? Anh còn đỏ mặt em luôn á nha. Vậy hả? Nhưng mà nhớ chỉnh ra trắng hơn chút xíu, chứ đừng để nó nguyên nha, sợ. Trời ơi, mấy đứa làm cho vlog trong rồi, tôi áp lực quá. Vâng. Tao không biết trả sữa đâu Phương ơi. Nước là hữu. Hey, xin chào các bạn, và bây giờ mình đang ở chung với anh Thành ở một quán cà phê. Và hy vọng là sẽ nghe được những cảm nhận của anh Thành sau lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù tụi mình nói chuyện trên Facebook khá là nhiều lần rồi. Thực sự là trước giờ là nói chuyện trên Facebook với Ân cũng nhiều rồi.
Bình thường làm gì mỗi ngày thứ năm là hay lên coi livestream của Ân gì radio thứ năm, nói chung là ngồi coi, cũng coi cũng rảnh lắm. Ngồi coi hoài, ngồi coi Ân vuốt con chó. Vậy thôi á. Chứ phải ấy comment rồi ngồi coi nói nhảm này nọ cũng vui, nhưng mà nói chung ước ao một ngày được gặp Ân ở ngoài. Và hôm nay ngày đó đã trở thành hiện thực. Có ước thiệt không á? Nhưng mà ước thiệt, nhưng mà chứ em không ước, em ước hồi nãy giờ. Ước mấy tiếng đồng hồ. Tức là hứa với lòng là tới Busan là phải hẹn gặp Ân liền, mà gì mà lịch trình bận rộn quá trời, tới lúc mà hả, tới lúc mà thật sự được rảnh nó chạy như giặc luôn, chạy như giặc từ khách sạn ra tới gặp Ân. Thấy chưa, người nổi tiếng nó khác, đã để Ân đợi cũng hơi lâu, nói chung cũng thấy có lỗi. Và nói chung là cái cảm nhận của anh gặp em lần đầu như thế nào nè, có thảo mai nào nè hay là... Thì cũng thảo mai như trên video chứ không, ý là cũng giống như video. Cũng nghe là thảo mai giống video mấy bạn, chứ không thảo mai hơn là được rồi. Ok, nhưng là anh Thành ở ngoài đường, ở lộn ngoài đường. Anh Thành đang trong quán. Anh Thành trong quán, anh Thành trong quán rất là đẹp trai các bạn ơi, nó thiệt đó. Có nhìn đâu, em là em đồng chó. Ok, rất là đẹp trai và cao nữa. Em thích trai cao. Anh thích trai trắng. Kỳ quá anh kỳ. Bây giờ em mình với anh Thành sẽ đi ra ngoài đường đi chơi một chút xíu nữa được. Tụi mình sẽ phải bye bye nhau rồi các bạn nha. Okay. Tại vì Ân thích, Ân chỉ quan tâm đến chó nhà rồi chưa đây người. Ê, không phải đâu, tôi sắp xếp thời gian của tôi này nọ đó. À xin lỗi. Vì một người chờ một người ở đó ngoài. Vì người ra đi mà chắc chắc không quay trở về. Và bây giờ thì em xin đại diện tất cả con dân Busan, cũng như là tất cả du học sinh Việt Nam đang sống ở Busan, xin chào mừng anh Thành đến với ngoài giờ phải quỷ gói xuống khó ghê. Có thiên nghe. Hôm nay rất là vui được gặp Ân nè, rồi nói chung là lâu lâu mới có dịp đi Busan mà tự nhiên bận rộn quá, làm không có dịp đi chơi, đi thưởng thức, làm những vlog một ngày với Ân rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà vốn dĩ là muốn như vậy, nhưng mà chung là thời gian cũng có hạn. Mà muốn ráng rảnh thì nhảy xuống Busan chơi tiếp. Anh rất là thích Busan, thật sự luôn. Thật sự rất thích Busan luôn. Busan có rất nhiều thứ để xem. Mọi người ai có đi Hàn Quốc nhớ tới Busan kiếm Ân nha. Ok, và bây giờ trước khi kết thúc vlog ngày mai, Thành làm một câu tiếng Hàn mà bằng Busan nè. Nói câu tiếng Hàn cho Busan hả? Dạ. Nói gì ta? Sa đăng ấy. Busan, sao đang ăn tẩy? Ghê dữ ha. Dữ quá. Bây giờ thì em đi về đây. Ok. Nói chung á là hôm nay anh sẽ tiện Ân ra tới cuối đoạn đường. Hôm nay tính quay vlog là một ngày hẹn hò với trai hàng. Mà cái kiểu này vlog này là quá người đen. Quá đen luôn. Đó đâu. Bớt hơn. Yeah. Đáng lẽ là vlog là một ngày hẹn hò với trai Hàn, bây giờ anh lộn trai Việt mà thành là một vlog mà một giờ hẹn hò với trai Việt thì biết cỡ nào đó. Em là em make up cái kiểu mà make up là như là cẩm ly để đến gặp anh mà đợi anh hết mấy tiếng đồng hồ cái mắt cầm liên rồi cỡ nào đó không không nên là cảm ơn rất nhiều vì đã đợi anh. Sao nói chung là những người yêu nhau sẽ luôn luôn đến được với nhau mà anh ha. Okay, công nhận. Và chúc anh Thành sẽ luôn thành công như bây giờ luôn nha. Ok, bye bye, bye, bye. Yêu các bạn rất nhiều.